Con phải nhớ điều mà nữ quan đã dặn dò, không được làm bừa nghe chưa. Không được, cơ đồ này là của nhà Lý. Cơ nghiệp tổ tiên của nhà Lý hạ đầu để truyền cho người ngoài. Ta hôm nay quyết không thể để cơ nghiệp trăm năm rơi vào tay bọn phản tặc. Hỡi Ba Hoàng Văn Võ, các người ăn lộc nhà Lý bao năm nay mà không thấy hổ thẹn sao? Các người để cho bọn gian thần lộng hành cướp ngôi nhà Lý mà trơ mắt đứng nhìn sao? Nức cười thay lễ nhường ngôi kế vị, đó là bọn nghịch tặc bày trò để xoán ngôi đó thôi. Vì trung nghĩa, ta xin lấy cái mạng già này để vạch trần mưu gian. Ta sẽ lấy mau để rửa lễ thiện nhường. Là con dân họ Lý thì phải đòi lại giang sơn. Bọn phản tặc chó lợn sẽ bị trời tru đất diệt. Các ngươi nếu cứ chăm chăm giữ lấy thân thì cứ chống mắt lên mà xem. Hôm nay các ngươi yên ổn, nhưng ngày mai chúng sẽ không để cho các ngươi sống yên đâu. Giang sơn này là của họ Lý, ta có chết cũng nhất quyết không để cho kẻ khác họ lên làm hoàng đế. Xin bệ hạ tha thứ cho hành động của thần, chỉ là quá buồn cười trước lời nói của Thái sư Lý Tôn. Khởi bẩm bệ hạ, hạ thần xin có lời tâu bày. Ngài tự xưng mình là trung thần, nhưng ta thấy ngài chẳng khác nào loạn thần. Ngươi không cần nhiều lời, các ngươi muốn giết ta thì cứ việc. Bệ hạ truyền ngôi cho chồng đây chính tự thánh ý, ngài không nghe theo ý bệ hạ sao dám xưng là trung. Thời trước đế Nghiêu truyền ngôi cho đế Thuấn cũng là người khác họ, mà triều đại thịnh trị thái bình đến muôn đời sau. Bệ hạ làm theo gương sáng thời xưa chính là cao kiến, sao đại nhân lại quyết phản đối? Là ngài lấy ân oán cá nhân mà nói lời bừa bãi giá họa cho các vị đại thần khác, nhục mạ bệ hạ và phu tế, làm lung lạc lòng người. Giữa đại lễ thiêng liêng mà dám làm săn bẫy, đã muốn chết thì xin bệ hạ cho y được toại nguyện, muốn cuồng ngôn thì xuống cửu tuyền thỏa sức nói. Được lắm, Thái sư Lý Tôn to gan, ỷ là quan đầu triều mà ngông cuồng tự đắc, phỉ báng tân hoàng, phá hoại lễ thiện nhượng, giải ra sao lăng trì. Kẻ nào còn muốn làm gián đoạn nghi lễ thì lấy đó mà làm gương. Bọn phản đi. Nghi lễ hãy tiếp tục. Bệ hạ không nên chậm trễ mà lỡ giờ tốt. Đế Nghiêu truyền ngôi cho đế Thuấn, triều đại thịnh trị đến muôn đời. Áo này là phụ hoàng trao cho ta, cho ngươi. Sau này ngươi phải trở thành một đấng minh quân đó. Thần xin vân mệnh. Thần sẽ hết lòng cần mẫn học tập để trở thành một đấng minh quân, không phụ lòng ủy thác của bệ hạ. Thần xin đội ơn bệ hạ. Bệ hạ đã truyền trao lâm bào, thuận theo thiên ý, trần cảnh trở thành hoàng đế. Từ nay ngôi báo truyền nối lâu dài, phúc trạch mãi đến muôn đời sau. Khởi bẩm bệ hạ, thánh thượng mới lên ngôi, nhưng tuổi hãy còn nhỏ, mà chính sự đương lúc cấp bách rối ren. Phía giải Châu Hồng là bọn Đoàn Thượng, phía Bắc Giang là bọn Nguyễn Nộn Đương nhũng nhiễu. Vậy thần thiết nghĩ nên mời một người đủ tài mưu lược để lên làm nhiếp chính, giải quyết mối nguy cấp hiện nay.
Người tài kim văn võ này không ai xứng hơn. Thank you.